có ghi lại, có quay lại cái phần là đúc kết của mình. Nhưng sau đó chỉ còn 3 tháng, người ta hỏi là thế em đọc sách gì trong 3 tháng đấy, cũng không nhớ mình đọc cái gì nữa. Như vậy mình chỉ đọc sách với một cái quan điểm, đọc một biết thêm một cuốn sách, thế nhưng chưa thực sự đem vào cuộc sống. Và khi mà hành trình K1 thì em ấy biết được à, đấy là phải đọc sách sâu, đọc sách đúc kết và ứng dụng, như thế mới kéo sách vào cuộc sống, đưa sách vào cuộc sống. Thế thì sau hành trình K1 thì em tiếp tục vào cái hành trình chuyển giao K1. Và trong hành trình giao K1 này mới thấy về quan điểm mà bạn con mình ấy, đó là làm nào để xây dựng cái đội ngũ thủ lĩnh để những con người ấy sẽ về đơn vị của mình, gia đình của mình và cộng đồng của mình phát triển và nó đạt một cách bền vững và ở mức độ rộng nhất. Thế thì sau khi học xong thì em đã về trường với một cái trăn trở là bản thân mình đã không có phương pháp đúng. Gia đình mình, các con khi còn nhỏ thì rất chú ý lắng nghe đọc sách, nhưng đến khi con học lớp 10 gần như cháu không còn đọc nữa. Và quay trở về trường, giáo viên của chúng tôi ở nhà trường chỉ mải mê với việc làm nào để hoàn thành bài giảng, làm nào để cho các em thi lớp 9 vào 10 đỗ cao, chỉ dừng lại về như vậy. Hoạt động thư viện gắn nhà trường nghe rất gần gũi, trường nào có thư viện rất lớn luôn, sách trường của em là lên tới 6.000 đầu sách. Thế nhưng mà nó chỉ dừng lại cái việc là tổ chức những cái minh chứng cho việc triển khai là tuyên truyền sách hàng tháng, có những lúc phải chụp ảnh để gửi các cơ quan cấp trên, thậm chí có những buổi tuyên truyền giới thiệu sách mà chúng tôi tính kinh phí lấy hàng 10 triệu đồng. Nhưng 10 triệu đồng đấy chi cho 7 triệu để tổ chức các tiết mục văn nghệ, trang phục để trình diễn trong những buổi chuyên đề mà các nhà trường về dự. Và rồi là bao nhiêu thầy cô giáo phải quay lại tập cho các em học sinh đấy tuyên truyền giới thiệu sách, rồi minh họa sách. Nhưng sau cái buổi ngày hôm đó thì mọi cái quay trở về bình thường. Thư viện nó sẽ là một cái chỗ vô cùng lặng lẽ, chỉ một vài người đến đó thôi. Đấy là câu chuyện của bản thân, câu chuyện từ gia đình và câu chuyện từ nhà trường học sinh của mình. Và chính vì vậy với vai trò là phó hiệu trưởng chỉ là người tham mưu thôi ạ. Nhưng rất may mắn là em đã tham mưu với thầy hiệu trưởng, và với một cái mong muốn là làm nào đó để xây dựng một môi trường ở đấy có thầy tốt, có bạn tốt, có cuốn sách hay. Đấy là môi trường bên ngoài, từ đó để rèn cho các em có cái giá trị bên trong, bao cốt lõi là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Và chính vì thế thì năm 2021, cái năm ngoái đấy, là một năm học đầy biến động do cái dịch bệnh nó phát triển rất là mạnh. Thế thì chúng em đã tổ chức hành trình với một quan điểm, với tư duy là muốn thầy cô giáo làm thì mọi người phải hiểu, và cái hiểu ấy phải qua trải nghiệm của chúng ta là giáo viên, và giáo viên của chúng ta là toàn đi dạy người khác, cho nên đi học với việc khác là có lẽ rằng rất khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi đã tổ chức hành trình với quan điểm là để giáo viên thực sự nhận thức, thay đổi nhận thức và quan điểm thì chỉ có thay đổi nhận thức và quan điểm thì mới thay đổi được hành động và phải qua trải nghiệm. Và chúng tôi đã với sự hỗ trợ của Chính quyền Việt Nam và anh em cùng Bắc Hải An đã tổ chức một hành trình với hơn 40 cán bộ giáo viên của hai trường cấp trung học và cấp tiểu học trên địa bàn huyện. Và chúng tôi nhận thấy rằng là phải đi từ cấp tiểu học. Nếu như cấp tiểu học xây dựng hành trình văn hóa thành công cho học sinh thì cấp trung học và cấp trung học phổ thông, cấp tiểu học cơ sở sẽ vô cùng thuận lợi. Vì học sinh mà muốn rèn đọc sách thì phải từ những lúc 4 tuổi đến 6 tuổi, đến 12 tuổi bắt đầu khó rồi ạ. Và chính vì vậy em đã tham gia thử trường và kể cả thể chủ chủ tiểu học. Và trường chúng em có hơn 30 cán bộ giáo viên, 100% cán bộ giáo viên nhà trường cùng với hơn 10 thầy cô giáo của trường tiểu học. Từ cô nhân viên y tế đến cô nhân viên thiết bị cũng tham gia vào hành trình này. Hành trình có cái nhan đề là sách mở ra và tâm mở ra. Trong 5 tuần liên tiếp xuyên Tết, từ trước Tết cho đến sau Tết, các thầy cô đã thực hiện xong hành trình với hơn 40 thầy cô đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp. Các thầy cô cùng nhau đọc cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Các thầy cùng đọc, cùng chia sẻ, cùng đúc kết bài học từ cuốn sách để áp dụng vào sinh và trò và con em của chính mình, của gia đình. Mọi người nhận thấy giá trị từ cuốn sách và hiểu tại sao cần đọc sách, tại sao phải dạy trẻ con cần đọc sách. Và sau khi hành trình kết thúc vào tháng 2 năm 2022 thì lúc bấy giờ chúng em sẽ đã thực sự bắt tay vào đối tượng cuối cùng, cái đích đầu ra cuối cùng là rèn cho học sinh của chính mình. Và chúng em đã cũng bắt đầu thực hiện với học sinh gần 300 học sinh khối 6-7. Vì lúc đấy cũng nghĩ rằng học sinh khối 8 và khối 9 các em có rất nhiều những việc nặng nề trong việc di chuyển các thầy đi dòng, cho nên chúng em làm cho học sinh khối 6-7 làm từng bước một đấy.
và có 8 thầy cô chủ nhiệm không hề ép buộc thế nào. Em lập một bảng lựa chọn là ai sẵn sàng tham gia, ai sẽ tham gia đời sau, và 8 thầy cô đã nhất trí tích chọn vào tôi sẵn sàng tham gia ngay tại bây giờ. Và chúng tôi cũng đã có hai chị em, hai cô cháu cùng đi học hành trình và bắt đầu cùng soạn bài, tạo giáo án để cho các thầy cô của chính mình chỉ cần cầm giáo án dưới sự mô tả cái ý tưởng giáo án sẽ thực hiện lớp chủ nhiệm. Và có gần 300 học sinh cũng trải qua 4 tầng, 4 tuần lễ với 3 chặng đường, là bắt đầu là khởi động, rồi là tăng tốc và về đích. Sau 5 tuần, các em cũng đã tổng kết cái hành trình với sự chứng kiến của phóng sự Đan Phượng, của các em trực tiếp Việt Nam, của cụ miền Bắc 2A để thấy một cái quả ngọt sau hành trình 4 tuần. Và có thể nói 2022 khép lại với hai hành trình của cán bộ phóng viên và gần 300 học sinh. Nhà trường đã mở rộng ra cho các em kết nối với hành trình 3T của chính quyền Việt Nam để các em thấy được ra một cái điểm lớn các em sẽ được học hỏi như thế nào. Như vậy năm 2022 kết thúc như vậy. Và đến năm học 2022 và 2023 thì thay vì việc là tổ chức hành trình lớn mang tính chất như một ngày hội, một cái phong trào lớn, thì chúng em đã nghĩ lại là làm thế nào đó để biến cái văn hóa đọc nó thực sự thành như một thứ cơm ăn nước uống của em, thành công việc hàng ngày em ấy, để cho không phải là thầy cô phải gò xếp lại là làm bài tập đi trả bài đi nữa, mà nó tạo thành một thói quen ở ngày nào cái cầm cuốn sách đọc và sau khi đọc xong em biết vận dụng nó vào trong học tập, trong cuộc sống. Thì đến năm học này thì em đã cùng cô giáo Nguyễn Tĩnh của ban đọc đã xây dựng mô hình điểm với vai trò của giáo viên chủ nhiệm để đưa cái việc đọc sách cho học sinh vào từng ngày, từng giờ, từng tháng ở trong năm học. Ví dụ bọn em đã cho học sinh đọc sách vào giờ truy bài. Như vậy giờ truy bài đó em không cần phải vào để nhắc cho con là truy bài đi, không bị trừ điểm, không bị bạn đội suy bạn trừ bạn mới ghi đấy, mà các em tự đọc vào một cuốn sách là về sử địa phương rất khô khan, giới thiệu về đền chùa miếu mão thức ăn này nọ với người lớn là còn khó khăn, nhưng cuối cùng là những em học sinh lớp 7-13 tuổi đã vô cùng tự tin đọc cuốn sách đó và hoàn toàn chủ động có thể giới thiệu một địa danh mà em có thể cho khách ở mọi nơi tới trong cuốn sách về sử địa phương của Hà Mẫu Đan Phượng này. Và tiến tới là những cuốn sách như là tôi lại vào bạn thấy các em đọc xong và quay trở lại vận dụng vào cái việc học của các em ấy. Bởi rất nhiều người hỏi rằng là đọc sách để làm gì, nhưng cuối cùng đọc sách là một con đường để các em tự học và tự rèn. Bởi giáo viên chúng ta chỉ có một 4 tiết trên lớp buổi sáng thôi. Nếu các em về nhà không tự học và không tự rèn thì câu chuyện lại dừng lại cái điều đó. Nếu như mà em học sinh tự học và tự rèn, đấy là con đường có thể nói rằng chắc chắn nhất, bền vững nhất để tạo cho con cái hành trình rất vững vàng trong tương lai và sau này. Thế thì cho đến thời điểm này, cái mô hình lớp mẫu ấy cũng đã gần như đóng gói xong. Và cái sản phẩm thể hiện lại là ở đây cũng xin chia sẻ một chút là cái lớp học sinh đó sau khi được áp dụng trong năm học, 2 năm học với cái các mô hình lớn học khác nhau, thì bây giờ ví dụ đài truyền hình Hà Nội có về mấy lần ấy, chỉ cần giới thiệu các anh chị, các thầy cô, các cô chú xuống lớp đó phỏng vấn bất kỳ một em nào, không cần phải mớ mà con ơi con nói cái này con nói kia đâu, nó rất chủ động trong việc nói cái gì và nói như thế nào. Hoặc là trong cái dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, các em đã tự động phát động một cái dự án là kẹo hạnh phúc món quà tình thân. Các em đã làm kẹo gửi gắm vào đó những cái người nhắn gửi và tiếp thị bán kẹo, và tổng số tiền của lớp với hơn 30 em tham gia từ 3 triệu đồng. Các em đã dùng tiền đó mua sách và hơn 1 triệu đồng các em dùng để mua quà tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong khối và trong trường. Thì có thể nói rằng là để đo được cái việc con đọc đem lại cái gì thì nó cũng khá chịu được, nhưng những cái thứ nhỏ đó tôi đã thấy rằng nó là sự chuyển biến. Thế vậy thì dự kiến tiếp theo của nhà trường sau khi đã xây dựng mô hình lớp điểm với vai trò của giáo viên chủ nhiệm biến việc đọc như là một thứ các em làm hàng ngày, thì nhà trường sắp tới nhà trường sẽ nhân rộng, đưa vào những hoạt động thường xuyên và liên tục phối hợp với biên đội để làm. Thì đấy là một cái quãng thời gian trong khoảng 2 năm vừa rồi tôi đã đang và cũng sẽ tiếp tục làm. Thế vậy thì cũng quá trình đấy cũng có nhiều khó khăn, nhưng khó thì chúng ta tìm giải pháp, khó không phải là chúng ta dừng lại, khó phải tìm. Và với tư duy giải pháp thì tôi tin rằng mỗi thầy cô giáo của chúng ta sẽ làm được.
Thì hôm nay do quãng thời gian cũng rất là ngắn ngủi thôi, thì cũng muốn chia sẻ cách làm. Và sau khi trường chúng tôi làm xong nhé, thì tôi đã có 2 buổi để chia sẻ đến 36 trường trung học và tiểu học trên địa bàn huyện. Và sau khi chia sẻ xong thì có một số trường dù đã chưa biết phương pháp đọc sách thế nào cả, nhưng đã tự về trường, tự tìm tòi tổ chức hành trình cho riêng trường mình. Và đồng chí chủ phòng rất quan tâm, đã ký một văn bản dấu đỏ để tổ chức hành trình trong cái cấp địa bàn huyện. Và có 400 thầy cô giáo đã tự nguyện tham gia và triển khai trong tháng năm tới với cái hành trình mô phỏng cái giá trị của Việt Nam chia sẻ. Thì vậy đấy những gì mà em cũng với vai trò một thầy giáo, một cô giáo, chứ không dám nhận cái gì hơn vì nhưng đã may mắn là đã tư vấn cho đồng chí trưởng giống như cô Lực đây rất là tâm huyết, đã tạo điều kiện tối đa để mọi cái thì mới làm được như vậy. Thế thì cũng để kết thúc cái phần chia sẻ của mình, cũng xin rất biết ơn Thủ lĩnh Quang Minh, chủ dự án, biết ơn các đồng đội của Thủ lĩnh Việt Nam, biết ơn các đồng chí trong cụm 12A đã luôn luôn hỗ trợ đồng không quản ngày đêm để giúp em có thể hoàn thành được những cái ý tưởng này. Và chúc các thầy cô giáo của chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt để thực sự tầm một thầy cô tâm huyết tạo giá trị, và mỗi một thầy cô sẽ thực sự là một thủ lĩnh học sinh của mình để tạo cho các em giá trị, đạo đức và nghị lực. Và mong các thầy cô sẽ là một thủ lĩnh của học sinh của mình, của gia đình của mình, để chúng ta sẽ thực sự đến cái đích cuối cùng của người giáo viên, đó tạo ra giá trị về mặt con người và xã hội. Và xin cảm ơn thầy cô ạ. Thank you.